Lô chào mọi người nhá. Hôm nay mình xuống làng bên bên em mình nhá. Em trai mình nhá. Hôm nay mình xuống để làm clip. Vì kênh mình đã bật được kim tiền rồi. Tí nữa mình cảm ơn mọi người nhiều nhá. Đây đang hai em này. Nãy mình đi mua chân gà nhá. Đây là đập, gọi là đập thủy lợi của Bột Cóc nha. Đây đấy, nó công trình này xây 2018-19 đấy. Vì trong làng ồn quá, người ta nhồi nhét, cho nên mình xuống đây quay cho các bạn. Ở đây thì hồi nhỏ này mình hay chăn bò ở đây, giờ mình lớn rồi mình lấy vợ bên làng ghề, giờ chắc gần 30 năm rồi, 20 năm rồi ấy mọi người. Đây thật đẹp không? Đây là mùi chân gà nha, vẫn là ngon. Mình cũng nhớ cánh đồng này lắm. Hồi xưa bé, mình còn bé, mình hay chăn bò ở đây này, tắm suối đây này. Chào mọi người nhá. Vì lý do hôm nay mình xuống đây là do mình làm YouTube ấy, là kênh mình được bật kim tiền rồi. Nhưng mà nghèo quá, không có tiền nữa. Chỉ mua một chân gà thôi, gọi là để ăn, gọi là gì nhỉ, gọi là cắt crepe mà cơ. Thì trước tiên mình cảm ơn tất cả mọi người nhé, trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ Mộc Sư 81 nhé. Hôm nay mình đúng gọi là ăn mùng kênh 1.000 người đăng ký và 4 giờ xem, vậy là kênh của mình đã bật kim tiền đấy. Hơn 1 năm giờ đang chờ xác minh danh tính nha mọi người, đang chờ ấy. Ăn chân gà thôi vì Covid này nghèo quá, không có tiền, chỉ mua đủ được chân gà thôi nha. Mong mọi người ủng hộ nha. Ăn đi. Ăn đi. Sao hôi gì? Mấy cái này á, chân gà thôi. Chân gà này sẽ mong sẽ được may mắn nhá. Mong mọi người luôn ủng hộ nha, để mình có động lực làm video tiếp theo đó. Làm về vlog, quay về buôn làng của mình thôi. Nghèo này, ăn thế này thôi nhá. Nước ngọt này 10.000 rồi. Chân gà 50.000. Được cái xôi chục à, chứ được 100. Quần để làm nhân mà nhưng mà khổ quá. Tôi chưa có vợ mà. Đây là em chưa thang nha, còn độc thân á. Nếu con gái thấy chồng
Video đấy chưa có bồ thì liên hệ với mình nha, mình sẽ chăn răn cho và là ok cho ấy. Nhưng mà chân cò ngon lắm mà. Ngon. Chân gà. Bữa nào mình lấy tiền thì mình sẽ ăn mừng sau to hơn nữa. Bữa này vì đang bật thôi, chưa có tiền. Nhìn camera chứ. Anh nhận được lưu của tay này kinh thế. Mình quay ở đây nước suối này. Đấy, đây là nước suối của làng làng Hoàng Leo nha. Đấy. Ăn uống ở đây. Mình khuyên năm nay là vì Covid-19 rất phức tạp nha. Bên này lại thêm dịch khác nữa bạn bạn ạ. À, mọi người sau này chơi Tết ấy, chơi cần cần thôi. Vì bên này dịch rất phức tạp. Chơi hoặc thác ở mún nè, thác đôi nè, hai đôi nè, đấy gần gần đấy, chơi lại bữa nay bình tập lắm. Mình khuyên mọi người khi đi đường á hay đeo khẩu trang nha, để lợi cho mình ấy. Đây các sau giờ rồi. Đây là ruộng của làng Leo à. Anh của David. Khơ ấy. Khơ 81. Kênh của nó là David Khơ. Nếu các bạn muốn xem thì vào Google ấy tìm kiếm. Ngon. Con năng phải đeo cầu chân. Các bạn đây này. Thấy không? Ăn chân gà thì ăn nó hơi phê, phê lắm. Đây anh trai của mình nhé, để lê vợ làng ghe á, Mập lâu lâu nó C81. lâu lâu nó xuống nhà bố mẹ nha. Đây này ăn và ăn như ăn khoai đó. Đây nước ngọt, nước lọc để mà teo đầy đủ đi lọc như là can vậy.